nhìn ngó xung quanh. Người đàn ông này sau đó cúi người nhòm váy một cô gái đang chụp ảnh trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngày 21 tháng 8 năm 2023, sau khi thông tin và clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy màu đỏ có hành động nhòm váy một cô gái tại phố Phan Đình Phùng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, đã khiến nhiều người, đặc biệt là các cô gái đến đây không khỏi sợ hãi. Nội dung bài viết chia sẻ: mình có đi chụp ảnh tại phố Phan Đình Phùng, trong lúc xếp hàng tới lượt chụp cùng xe hoa, mình nhìn thấy một người đàn ông khả nghi nên đã để ý tới ông ấy. Mình thấy ông này cứ nhìn hết cô này tới cô gái khác, mắt nhìn rất sợ. Sau đó người này dừng xe máy sát xe hoa, ngồi xuống, nhìn phía dưới váy một cô gái bên cạnh. Vì đi hai đứa con gái nên bọn mình rất sợ, mình quay lại đoạn clip ngắn nhắc nhở mọi người cảnh giác, nếu gặp phải ông này tránh xa hoặc đuổi ông ấy đi. Bài viết đã thu hút hàng ngàn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ ngay sau khi đăng tải. Tất cả đều tỏ ra gay gắt trước hành động của người đàn ông. Thậm chí nhiều người phản ánh cũng đã gặp người đàn ông này trong tình huống tương tự.